Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liên. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 4 tuần 15, trang 90-93, bài 27, Nếu em có một khu vườn. Luyện từ và câu, dấu gạch ngang. Bài tập số 1, nói đoạn văn có sử dụng dấu gạch ngang với công dụng của nó. A. Dưới đây là một số loài được cho là lớn nhất trong thế giới động vật. Cá voi xanh, voi châu Phi, thu cao cổ, lạc đà một bú. B. Năm 1976, thành phố Sài Gòn gia định được đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. C. Đốm và muôn im lặng, ngắm những bông hoa chiều tàn tím biếc, đốm hỏi, sao lại gọi là hoa chiều tàn? Là bởi vì chưa nở chiều tàn. Đàn ấy giỏi thật, gì cũng biết, muôn được khen phỏng mũi, cao hứng nói tiếp. Còn hoa 10 giờ thì cứ đúng 10 giờ là nở bung, theo Trần Đức Tiến. Như vậy ở đây chúng ta có các đoạn văn. Thì các em đọc kỹ các đoạn văn và chúng ta chú ý ở đây những cái dấu gạch ngang có trong đoạn văn này. Để xem những cái dấu gạch ngang này nó có công dụng như thế nào, thì ở bên góc phải sẽ có các gợi ý. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật. Rồi, đánh dấu các ý trong một đoạn văn liệt kê. Nói các từ ngữ trong một liên danh. Như vậy các em xem từng trường hợp. Ở trường hợp A, thì các em đọc kỹ đoạn văn thì chúng ta thấy những cái dấu gạch ngang này. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê. Thì ở đây liệt kê là một số loài, liệt kê một số loài được cho là lớn nhất thế giới động vật, đó là cá voi xanh, châu Phi, thu cao cổ. Như vậy đoạn A, dấu gạch ngang có tác dụng đó là đánh dấu các ý trong đoạn, trong một đoạn liệt kê. Rồi ở câu B, thì dấu gạch ngang Sài Gòn gia định ở đây, nó có tác dụng đó là nói các từ ngữ trong một liên danh, tức là Sài Gòn gia định. Như vậy chúng ta sẽ nói ý B, đó là nói các từ trong một liên danh. Còn ở C, câu C, đoạn C, thì chúng ta có thấy các dấu gạch ngang này nó đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật ở đây là đốm. Đốm hỏi, đây là lời nói trực tiếp của đốm. Và muôn. Như vậy, đoạn văn C, dấu gạch ngang có tác dụng là đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật. Rồi tiếp theo, bài tập số 2, nêu công dụng của dấu gạch ngang trong mỗi trường hợp sau. A. Để trồng cây trong chậu, em hãy làm theo các bước sau. Chuẩn bị đất cho một phần đất vào chậu. Dùng xẻng nhỏ xới đất cho đất tơi xốp. Đặt cây vào chậu cho nốt phần đất còn lại. Dùng tay ấn nhẹ đất cho chắc gốc cây. Tưới một chút nước vào gốc cây cho đất ẩm và gốc cây chắc hơn. B. Chương trình học bổng vì mái trường xanh đã đến với các em học sinh khắp ba miền Bắc Trung Nam. Như vậy ở trường hợp A thì các em thấy trường hợp A này dấu gạch ngang có tác dụng gì? Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê các bước để trồng cây. Như vậy ở câu A có tác dụng đó là đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê. Rồi ở câu B, nói các từ ngữ nằm trong một liên danh.
nói các từ ngữ trong một liên danh. Rồi tiếp theo bài tập số 3. Tiếp theo bài tập số 3, điền dấu câu thích hợp vào ô trống và giải thích công dụng của dấu câu đó. A. Nhạc sĩ Hoàng Vân đã phổ nhạc cho bài thơ Hà Nội, Huế, Sài Gòn của nhà thơ Lê Nguyên. Như vậy các em hãy điền dấu câu thích hợp vào chỗ trống. Ở đây chúng ta sẽ điền dấu phẩy. Rồi như vậy công dụng của dấu phẩy này như thế nào? Dấu phẩy dùng để liệt kê địa danh. Dùng để liệt kê địa danh. Tiếp theo B. Để làm một con diều giấy, chúng ta phải thực hiện 3 bước: làm khung diều, đo và cắt áo diều, ráp các bộ phận của diều. Như vậy ở đây các em sẽ điền dấu gạch ngang. Như vậy ở đây các em sẽ điền dấu gạch ngang. Dấu gạch ngang. Rồi như vậy công dụng của dấu gạch ngang này như thế nào? Dấu gạch ngang dùng để liệt kê các bước làm diều giấy. Tiếp theo bài tập số 4, điền dấu câu thích hợp vào ô trống. Như vậy chúng ta sẽ điền dấu câu thích hợp vào chỗ trống. Râm bụt ngoài người vào hỏi dạ hương, sao lúc nào tôi cũng thấy cô ăn mặc xề xòa, quần áo không sửa soạn gì cả. Như vậy các ô vuông đầu tiên, cái ô trống đầu tiên thì các em sẽ điền dấu gạch ngang. Các em sẽ điền ở đây là dấu gạch ngang. Sao lúc nào tôi cũng thấy cô ăn mặc xòe xòa, quần áo không sửa soạn gì cả. Rồi tiếp theo ở phía sau chúng ta sẽ điền dấu ba chấm, tức là còn nhiều điều nữa. Dạ Hương nhẹ nhàng trả lời, bởi tôi không sống bằng sắt mà sống bằng hương. Như vậy ở đây các em thấy đây là lời nói trực tiếp của nhân vật. Chúng ta sẽ điền dấu gạch ngang. Sống bằng hương thì được cái gì? Râm bụt chất vấn. Như vậy dạ Hương trả lời, rồi bây giờ sống bằng hương thì được cái gì? Thì ở đây cũng là lời nói trực tiếp của nhân vật. Chúng ta sẽ điền dấu gạch ngang. Sống bằng hương thì được cái gì? Râm bụt chất vấn. Như vậy ở đây chúng ta cũng điền dấu gạch ngang. Rồi, không được gì cả, nhưng mà tôi chẳng lẫn vào ai. Như vậy ở đầu câu này chúng ta sẽ điền dấu gạch ngang. Rồi, ở đây chúng ta sẽ điền dấu chấm than. Không,
Rồi, không, không điều gì cả, nhưng mà tôi chẳng lẫn vào ai, theo Lê Linh. Tiếp theo phần viết, luyện viết đoạn văn miêu tả con vật. Số 1 nhỏ là chúng ta đọc các đoạn văn ở bài tập 1 sách học sinh tiếng Việt 4 tập 1 trang 120, 121. Và trả lời câu hỏi A. Mọi đoạn văn tả con vật nào, đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3. B. Những từ ngữ in đậm trong mọi đoạn văn có tác dụng gì đối với việc miêu tả con vật? Đoạn văn 1, đoạn văn 2, đoạn văn 3, tác dụng của các từ ngữ in đậm. C. Em thích cách miêu tả con vật trong đoạn văn nào, vì sao? Như vậy các em sẽ đọc các đoạn văn ở bài tập 1 sách học sinh tiếng Việt 4 trang 120-121 để mà trả lời các câu hỏi này. Thì ở câu A, mỗi đoạn văn tả con ong, con cá rô, ron và voi con. B. Những cái từ ngữ in đậm trong đoạn văn có tác dụng làm cho con vật trở nên sinh động và gần gũi hơn, làm cho câu văn trở nên hay hơn đối với việc miêu tả con vật. C. Em thích cái cách miêu tả con vật trong đoạn văn 2 vì đoạn văn sử dụng nhiều hình ảnh so sánh, khiến câu văn hay hơn, hình ảnh trong đoạn văn hiện lên, sống động hơn và gây được nhiều ấn tượng hơn. Tiếp theo, câu số 2 nhỏ là viết đoạn văn tả hoạt động hoặc là một đặc điểm ngoại hình của con vật mà em yêu thích. Ví dụ, con mèo nhà em là một con mèo tam thể rất đẹp. Bộ lông của nó mượt như nhung và có đủ 3 màu trắng vàng đen. Hai tai nó vểnh lên và luôn động đậy như nghe ngóng mọi động tĩnh ở xung quanh. Hai mắt nó xanh như màu nước. Khi nắng to, con ngươi bên trong mắt khép nhỏ lại như sợi tơ đen. Trong bóng tối, hai con ngươi đó sẽ mở to ra để nhìn cho rõ. Mép nó có hai chùm ria dài mọc tỏa ra hai bên. Ria mép này giúp con mèo có thể đi đêm và không bị va chạm vào vật gì. Bốn chân mèo có móng sắc nhưng bình thường các móng đó quặp vào và nó đi lại êm như ru, không gây một tiếng động. Cái đuôi nó thật dài và cũng có 3 màu trắng vàng đen. Như vậy các em sẽ viết một đoạn văn tả một hoạt động hoặc là một cái đặc điểm ngoại hình của con vật mà em yêu thích. Cuối cùng, vận dụng chúng ta ghi lại những điều em muốn chia sẻ với người thân về khu vườn ước mơ của em. Khu vườn ở đâu, khu vườn như thế nào, lớn hay nhỏ, em muốn trồng những loài cây nào, vì sao em muốn trồng những cây đó, thì chúng ta sẽ ghi lại những điều mình muốn chia sẻ với người thân. Cô ví dụ, nếu có một khu vườn thì em sẽ trồng rất nhiều các loài cây. Loài hoa ở đó, em sẽ trồng cây nhãn, cây bưởi vừa tỏa bóng râm vừa cho trái ngọt. Em sẽ trồng cây phượng để mỗi độ hè về, cây phượng nở những bông hoa làm đỏ rực cả một khu vườn. Em sẽ dành một khoảng nhỏ để trồng những khóm hoa hồng, hoa cúc, hoa sẽ nở rộ tỏa mùi hương thơm ngát. Nếu em có một khu vườn như thế, em sẽ cảm thấy rất là vui. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn vở bài tập tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.